và đấu thứ hai cũng đã bắt đầu. Trong vòng đấu thứ hai thì sẽ đến lượt thủ Trương Văn Thi sẽ được cầm quân đen đi trước và kỹ thủ Trần Duy Khánh cầm quân đỏ đi sau. Với kết quả có chiến thắng cho kỹ thủ Trần Duy Khánh ở trong vòng đấu thứ nhất thì vòng đấu thứ hai này kỹ thủ Trương Văn Thi sẽ buộc phải thắng. Trong khi đó thì kỹ thủ Trần Duy Khánh chỉ cần một kết quả hòa. Và mặc dù chỉ cần hòa thôi, tuy nhiên là kỹ thủ Trần Duy Khánh vẫn quyết định sử dụng trung pháo lấy công để bù thù. Vâng, và sau một loạt nước cờ chuyển pháo vừa rồi thì kỳ thủ Trương Văn Thi đã có thế pháo đầu. Vâng, như vậy tiếp tục pháo 5 bình 1 kiếm thực lợi thêm một con tốt nữa. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được cảm ơn web game cờ tướng úp.com và công ty sản sửa hơi nước Hàn Quốc là các đơn vị đã đồng hành cùng với game show đấu trường cờ Việt. Và cũng nhận thấy điểm yếu trong thế trận của kỳ thủ Trương Văn Thi là quân mã lộ bài. Và nên đến đây thì kỳ thủ Trần Duy Khánh đã đi 2 tấn 6 bắt tốt. Thủ Trương Văn Thi tiếp tục tốt 1 tấn 1.
Gọi là môn nước cờ rất kinh nghiệm. E8 tiến 6 cũng không vội vàng chuyển pháo để bắt quân, và anh Trần Duy Khánh quyết định tấn công một cách từ tốn. Sau này thì có thể bình xe đè mã và khống chế thế trận, thì đã hơn một quân rồi thì tối thiểu là sẽ có một ván hòa cho kỹ thủ Trần Duy Khánh trong ván đấu thứ hai. Vâng, đến đây thì kỹ thủ Trương Văn Thi bình phá bắt mã và không chạy mã, kỹ thủ Trần Duy Khánh pháo bảy bình ba dọa sát. Nếu như thoái tượng thì khi đó mã hai đã có cơ hội tấn bốn và tạo ra rất nhiều nguy hiểm. Vậy là rất khó khăn cho bình luận viên Trương Văn Thi. Mặc dù biết là nguy hiểm, tuy nhiên thì anh Thi vẫn quyết định được bài thoái năm và lập tức mã 2 tuyển 4 đến từ bên đỏ, ép cho bên đen phải pháo 8 binh 6, đàn quân mã lại ngay. Và như vậy là cũng không quá phức tạp, pháo 2 bình 5. Một nước cờ rất thực dụng nhưng cũng là rất hợp lý. Lúc này thì bên đỏ đang hơn một mã, bù lại cho bên đen thì đang hơn hai tốt. Nếu bệnh nhân bị sơ gan nhé, thì chỉ có thể uống thuốc khoảng độ 3 ngày bắt đầu chuyển bệnh. Khi 3 ngày chuyển bệnh thì bụng bắt đầu nhỏ dần, nhỏ từng ngày một. Bệnh nhân có thể nhìn thấy bệnh chuyển bệnh một cách rõ ràng lắm, chứ nó không lâu đâu. Mà cái sơ gan thì nói chung là trong vòng một tháng hầu như là khi bệnh nhân uống thuốc đúng chỉ định thì hầu như là bụng gần như bình thường. Nhà thuốc Đông y gia truyền Dư Ba sở hữu bài thuốc quý của dân tộc Sán Dìu, nhiều đời hành nghề y chuyên điều trị các bệnh về gan,
như ung thư gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan cổ trướng, viêm gan B, C, men gan cao bằng các thảo dược quý trên rừng được nhà nước cấp chứng chỉ khám chữa bệnh. Nhà thuốc có địa chỉ tại đường 310, thôn Mi Kỳ, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, số hotline 0982 267 986. Có lẽ là chỉ sau một vài nước cờ nữa thôi thì đôi bên sẽ đồng ý hòa. Vâng, và như vậy là ván đấu thứ hai đã kết thúc với kết quả hòa. Chung cuộc, kỳ thủ Trần Duy Khánh đã vượt qua kỳ thủ Trương Văn Thi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi trận đấu này. Xin kính chào và hẹn gặp lại.